Xin chào tất cả mọi người đang cùng theo dõi chương trình livestream chợ phiên khởi nghiệp Huế 2021. Và mình là Hồng Hạnh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người ơi, mọi người có cảm thấy điều gì không? Nàng xuân đã gõ cửa, Tết sắp về và một năm mới nữa lại sang. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời chúc tới quỹ doanh nghiệp, quỹ dự án khởi nghiệp và toàn thể mọi người đang theo dõi chương trình livestream một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Có thể nói năm 2020 vừa qua là một năm cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp khi mà chúng ta phải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như là thiên tai, lũ lụt kéo dài. Và thấu hiểu những khó khăn đó của quỹ doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Thừa Thiên Huế, Huế Innovation Hub cùng Câu lạc bộ Khởi nghiệp Huế phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình chợ phiên khởi nghiệp Huế 2021 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và là một cơ hội để quảng bá đưa sản phẩm của các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp đến gần hơn với thị trường người tiêu dùng. Và như quý vị cũng đã biết, thì chương trình của chúng ta dự kiến sẽ tổ chức vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 2 tại Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Thừa Thiên Huế, Huế Innovation Hub số 53 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trở lại, cho nên ban tổ chức đã quyết định thay đổi hình thức của chương trình thành online trực tuyến để có thể đảm bảo cho chúng ta một mùa Tết an toàn. Tuy nhiên các bạn ạ, dù là hình thức online thì chúng ta cũng sẽ không mất đi sự hấp dẫn thu hút của chương trình, bởi vì trong xuyên suốt chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có rất nhiều phần quà đến từ ban tổ chức, đến từ các dự án, các doanh nghiệp sẽ gửi đến cho tất cả các bạn like, share và tương tác cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chương trình của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu. Xin mời ông Cung Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Huế Innovation Hub lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các doanh nghiệp, các nhóm khởi nghiệp, các cá nhân, các tổ chức tham gia vào chương trình chợ phiên khởi nghiệp năm 2021. Kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết, doanh nghiệp là rất là quan trọng trong cái nền kinh tế hiện nay. Và đặc biệt trong thời gian qua, sau những cái biến cố rất là lớn từ Covid-19 cho đến cả cái vấn đề liên quan đến thiên tai, lục bão xảy ra Thừa Thiên Huế, thì các cái doanh nghiệp đã gặp rất là nhiều khó khăn trong cái chiến lược phát triển cũng như trong các cái chương trình thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp. Và trong cái bối cảnh đó thì Thừa Thiên Huế cũng rất là cố gắng để triển khai cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020 để thúc đẩy cho các doanh nghiệp vừa ổn định và vừa phát triển và vượt qua những khó khăn. Và một trong những chương trình chúng tôi thực hiện trong đầu năm 2021 đó là chợ phiên khởi nghiệp của đầu năm để mà nhân dịp chuẩn bị cái Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, thời gian vừa qua thì chúng ta lại có một cái đợt dịch thứ ba cũng ảnh hưởng rất lớn cho các doanh nghiệp và cũng vừa xảy ra trong tuần vừa qua. Do đó chúng tôi, những cái đơn vị tổ chức cũng đã linh hoạt điều chỉnh cái phương án để chuyển qua cái hỗ trợ cái chương trình online cho các doanh nghiệp. Và như quý vị đã biết, với cái khái niệm bình thường mới hiện nay thì chúng ta phải chuyển đổi một cách hết sức linh hoạt và làm sao để cho các doanh nghiệp có thể tương thích và điều chỉnh cả cái mô hình kinh doanh hoặc thúc đẩy trong cái trạng thái bình thường mới hiện nay. Và cái chương trình chúng tôi làm thì cũng trên một cái tinh thần là chúng tôi mong muốn như vậy. Và với mục đích đó thì chúng tôi triển khai cái chương trình chợ phiên năm 2021 trở thành một cái chương trình trên trực tuyến online và để giới thiệu, kết nối giao thương và thúc đẩy cho cả doanh nghiệp trong cái dịp Tết Nguyên Đán, và cũng như là một cái kênh kết nối mà chúng tôi nghĩ là thường xuyên sau này của cả doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thừa Thiên Huế. Và chúng tôi là Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế cùng với Câu lạc bộ Khởi nghiệp Huế, cùng với các cái đơn vị khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thừa Thiên Huế tổ chức cái chương trình này. Và chúng tôi cũng rất mong muốn những người đang tham gia chương trình cũng như tất cả quý vị đang xem
cái chương trình trên cái chương trình trực tiếp livestream luôn luôn ủng hộ và luôn luôn cùng với các cái nhóm khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp của Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm các cái hỗ trợ các cái doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp mà liên quan các sản phẩm địa phương, rồi các sản phẩm phục vụ cho cái chương trình của Tết như ẩm thực, rồi vấn đề nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ vân vân. Và đó là những cái chương trình mà chúng tôi đang thúc đẩy trong cái chương trình của đề án cổ đô khởi nghiệp, và hy vọng cái chương trình chợ phiên khởi nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiến tới đưa lên trên các cái sàn thương mại điện tử cũng như chuyển đổi cái mô hình các kênh phân phối thông qua online, thông qua các cái hình thức phù hợp với cái chiến lược chuyển đổi số của Thừa Thiên Huế cũng như với chiến lược phát triển theo cái xu hướng này. Và nhân dịp cái chương trình này thì tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức là xin khai mạc cái chương trình chợ phiên khởi nghiệp Huế năm 2021, và rất cảm ơn các cái đơn vị đồng hành cùng với chương trình, và đặc biệt là cảm ơn hơn 20 doanh nghiệp đã nỗ lực chuẩn bị cho các cái nội dung sản phẩm cũng như các cái chương trình giới thiệu kết nối, và đặc biệt là rất nhiều cái đơn vị hỗ trợ để đồng hành chương trình, để chương trình được tiếp cận với nhiều khách hàng, rồi nhiều kết nối lẫn nhau trong quá trình bán hàng. Và nhân dịp cuối năm và đầu năm mới 2021 thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và chúc mừng năm mới của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với cái chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thừa Thiên Huế. Xin chúc tất cả quý vị sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn lời phát biểu của ông Cung Trọng Cường. Kính thưa quý vị, trong năm qua, các doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp có lẽ đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid cũng như là thiên tai lũ lụt kéo dài. Tuy nhiên, với sự ủng hộ và quan tâm của các cấp chính quyền cũng như là các đoàn thể, thì chúng ta đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động liên quan tới khởi nghiệp, liên quan tới phát triển kinh tế. Và hãy cùng Huế Innovation Hub nhìn lại những dự án, những chương trình chúng ta đã thực hiện trong năm vừa qua. Chương trình của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu ngay sau đây. Đầu tiên sẽ có một trò chơi nho nhỏ cho tất cả các bạn đang theo dõi chương trình livestream. Đó là mini game đố vui nhận quà. Mình xin nhắc lại rằng đây chỉ là một phần quà nho nhỏ đến từ ban tổ chức, và cơ mực quà tặng thì sẽ có trong suốt chương trình và đặc biệt là ở cuối chương trình từ các doanh nghiệp, từ các dự án khởi nghiệp. Cho nên các bạn hãy đừng quên tương tác và like share cùng chương trình nhé. Trước tiên mình xin bật mí cho các bạn về phần quà của chúng ta. Đó là một bộ lịch để bàn. Rất đáng yêu đúng không các bạn? Điều đặc biệt của cuốn lịch này đó là đây là một sản phẩm đến từ các bạn trẻ trong cộng đồng Huế Xích. Các bạn đã tự thiết kế. Và mình xin giới thiệu qua một tí về Huế Xích. Đó là đây là một dự án ươm mầm thế hệ trẻ của Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất đáng yêu và rất đỏ. Vậy cho nên nó sẽ đỏ như vầng mây của các bạn trong năm nay. Đầu tiên mình xin thông qua thể lệ trò chơi. Rất đơn giản, mọi người chỉ cần trả lời đúng các câu đố sau đây của mình. Và chúng ta sẽ có 10 phần quà. Và mỗi câu hỏi sẽ có hai bạn nhanh nhất, trả lời đúng nhất và thông qua 3 bước của chương trình. Đầu tiên đó là like fanpage Huế Innovation Hub. Thứ hai đó là chia sẻ công khai buổi livestream này. Và thứ ba là tag tên 3 người bạn mà các bạn muốn cùng tham gia chương trình và nhận được phần quà hấp dẫn từ chương trình nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, và phần câu hỏi của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, tên ba vị thần tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe, đó chính là câu hỏi của ban tổ chức chúng tôi. Mình xin đọc lại câu hỏi nhé. Tên ba vị thần tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe. Chắc chắn thì ngày Tết và đặc biệt ngày bình thường thì ba vị thần này luôn luôn có mặt xung quanh chúng ta và họ tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe, mang đến những điều may mắn cho mọi người. Có lẽ các bạn đã rất quen thuộc với ba vị thần này rồi. Các bạn đã có đáp án chưa ạ? Ừ.
Vâng, đã có rất nhiều câu trả lời gửi đến chương trình. Mình xin nhắc lại, hai bạn trả lời nhanh nhất, chính xác nhất và thực hiện đủ 3 bước của chương trình sẽ được nhận phần quà nhé. Vâng, các bạn hãy nhanh tay lên đi ạ. Chúng ta cùng đếm ngược nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, câu trả lời của chúng ta chính là ống phúc lộc thọ. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng tham gia trong câu hỏi đầu tiên. Có thể là đã có hai bạn đã nhận được phần quà của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ thống kê và liên hệ các bạn sau khi chương trình này kết thúc. Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và đừng quên kêu gọi những người bạn của mình cùng tham gia chương trình để nhận được những phần quà ý nghĩa trong mùa Tết năm nay nhé. Mình xin tiếp tục với câu hỏi số 2. Loài cây đặc trưng cho ngày Tết, không hoa, không trái mà ma quỷ rất sợ. Vâng, mình xin nhắc lại câu hỏi. Loài cây đặc trưng cho ngày Tết, không hoa, không trái mà ma quỷ rất sợ. Không biết các bạn trẻ có biết câu trả lời hay không, nhưng đối với tuổi thơ của mình thì loài cây này cực kỳ đáng nhớ và rất là nhiều kỷ niệm trong mùa Tết. Mình xin nhắc lại câu hỏi nhé. Loài cây đặc trưng cho ngày Tết, không hoa, không trái mà ma quỷ rất sợ. Vậy câu trả lời của các bạn đã có chưa? Hãy nhanh tay bấm like, share và trả lời để chúng ta có thể nhận được những phần quà ý nghĩa này nhé. Vâng, và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đếm ngược 10 giây nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, đáp án của chúng ta chính là cây nêu. Mình tin chắc rằng đã có hai bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và tương tác like share với chương trình. Vâng, sẽ còn 3 câu hỏi nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc phần mini game. Các bạn hãy nhanh chóng thực hiện 3 bước và cùng tương tác với chương trình nhé. Các bạn đã cảm thấy nóng hơn chưa nào? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 nhé. Khoảnh khắc chuyển tiếp từ năm này sang năm khác gọi là gì? Đây là một câu hỏi quá đổi dị và thực tiễn nếu các bạn nào không trả lời nhanh và nhận được phần quà của chương trình. Vậy nên hãy nhanh chóng thực hiện đủ 3 bước, like, share và trả lời thật nhanh câu trả lời của chúng ta nhé. Mình xin gợi ý một tí, câu trả lời chỉ có 2 chữ thôi các bạn ạ. Các bạn đã có đáp án của mình chưa ạ? Vâng, chúng ta cùng đếm ngược nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, khoảnh khắc chuyển tiếp từ năm này sang năm khác gọi là giao thừa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và mình tin chắc rằng đã có hai bạn nhận được phần quà của chương trình. Sẽ còn 2 câu hỏi cuối cùng nữa thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ có 4 phần quà cuối cùng nữa thôi. Các bạn nhanh chóng thực hiện 3 bước của chương trình và tham gia trả lời ngay câu hỏi nhé. Vâng, câu hỏi kế cuối. Câu hỏi số 4. Tên của 3 thứ quà không thể thiếu của các gia đình trong dịp Tết nói lên mong ước khiêm nhường, không cầu kỳ, cao sang. Mình xin nhắc lại câu hỏi nhé. Tên của 3 thứ quà không thể thiếu của các gia đình trong dịp Tết nói lên mong ước khiêm nhường, không cầu kỳ cao sang. Vâng, đã có rất nhiều tương tác vậy ạ. Vâng, đã có một số bạn trả lời câu hỏi hơi còn thiếu một xí nữa thôi ạ, các bạn hãy đoán đi ạ. Chúng ta cùng đếm ngược nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, 3 thứ quà không thể thiếu của các gia đình trong dịp Tết nói lên ước mong khiêm nhường, không cầu kỳ cao sang. Đó chính là trái mãng cầu, trái dừa, đu đủ. Và người ta thường nói đùa là cầu dừa đủ xài. Vâng, cảm ơn các bạn.
Và câu hỏi cuối cùng, các bạn hãy cùng tương tác, like, share để nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình nhé. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta đó chính là: nghi lễ diễn ra vào 23 tháng Chạp âm lịch gọi là gì? Nghi lễ diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch gọi là gì? Mình xin gợi ý một tí, đó là vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, chúng ta sẽ mua cá chép, chúng ta sẽ thả cá chép. Còn gợi ý nào dễ hơn nữa không các bạn? Vâng, đã có rất nhiều các bạn đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình, nhưng đừng quên thực hiện 3 bước của chương trình, đó là like, share, tương tác các bạn nhé. Vâng, và đây chính là đáp án của chương trình. Nghi lễ diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch gọi là cũng đưa ông Táo về trời. Vâng, và đó chính là 5 câu hỏi của chương trình chúng ta. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và tương tác cùng chương trình. Như vậy là những phần quà đến từ ban tổ chức chương trình Chợ Phiên Khởi nghiệp Huế 2021 đã có chủ nhân. Chúng tôi sẽ thống kê, liên hệ và trao quà cho các bạn sớm nhất có thể sau khi chương trình kết thúc. Nhưng các bạn ơi, những bạn chưa có quà thì cũng đừng lo lắng, vì mưa quà tặng sẽ đến trong cuối của chương trình chúng ta, trong phần giao lưu với các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp. Vậy nên các bạn hãy đừng quên like, share và tương tác cùng chương trình. Và tiếp sau đây, trước khi đến với phần giao lưu với quỹ doanh nghiệp, với các dự án khởi nghiệp, thì chúng ta sẽ cùng gặp mặt với một vị khách cực kỳ đặc biệt. Vâng, và trước khi đến với phần giao lưu cùng các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp, thì các bạn ơi, chúng ta sẽ gặp gỡ với một chuyên gia về văn hóa nghệ thuật, và anh ấy sẽ chia sẻ cho chúng ta những điều rất là thú vị về những văn hóa, những tập tục ngày Tết. Và đó chính là phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Miền Trung, anh Trần Đình Hằng. Dạ, thưa anh Trần Đình Hằng, trong những kỳ không khí ngày Tết gần đây thì chúng ta lại gặp phải một sự hoang mang về dịch bệnh Covid đang ảnh hưởng. Vậy thì có một số bạn lại suy nghĩ là Tết như thế này thì còn đâu là vui nữa. Vậy thì một số bạn cũng lại có suy nghĩ là vậy tại sao chúng ta không bỏ Tết âm đi, chúng ta chỉ giữ Tết dương thôi. Những cái chương trình countdown ngày Tết của Tết âm lịch, của Tết dương lịch rất là vui. Nhưng mà theo em nghĩ á, thì Tết âm lịch cũng có những điều thú vị. Và nếu mà nói về những cái văn hóa, những tập tục để mà làm nên một cái Tết âm lịch như thế nào là thú vị, thì có lẽ anh Hằng sẽ là người biết rất rõ. Và anh có thể chia sẻ cho chúng em biết về nguồn gốc của Tết Mương Đảng, cũng như là quan điểm của anh về việc là nên bỏ Tết âm lịch hay không không ạ? Người xưa mà họ đã cố định những cái câu chuyện đẹp trong những cái phong tục tập quán thì nó rất có lý, trong những cái hoàn cảnh đặc biệt, trong những cái cộng đồng cụ thể. Và chúng ta trong thời hiện đại, chúng ta gấp gáp quá, chúng ta đi vào những cái gu mới và dễ dàng quên đi những cái chuyện cũ mà chúng ta cho rằng nó không quan trọng và nó không ý nghĩa. À, cái Tết là gì? Tết là một cái, trên phương diện sinh học, địa lý thì tiền nhân của chúng ta đã phân một năm làm 24 cái tiết. Và cái tiết đầu tiên của năm đó chính là tiết lập xuân. Và gắn liền với một cái tiết thì mình cứ nghĩ đại khái là nó 15 ngày. Và trong vòng 15 ngày như vậy, nó là một cái tiểu chu kỳ của thời tiết. Và nó cứ vận động quanh năm như vậy. Và tới ngày cuối năm là một ngày đại hàng thì nó lại trở lại cái ngày lập xuân. Và trong cái tiết cộng trừ 5-7 ngày của tiết lập xuân thì chúng ta có cái Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán để làm gì? Để nó khép lại một chu kỳ thời gian, để nó mở ra một cái thời gian mới mà chúng ta tính là một năm. Trong văn hóa Á Đông và đặc biệt là người Việt như người Huế chúng ta không có cái khái niệm ngày sinh nhật. Bởi cái ngày sinh nhật là một cái tối cá nhân, và người ta đã giấu cái tối cá nhân đó đi để người ta đưa cái tối, cái ta vào trong đó. Và người ta tính cái Tết Nguyên Đán là cái ngày mọi người đều thêm một tuổi. Cái thứ hai về mặt và phóng hóa thì Tết là gì? Tết mình là một cái dịp để người ta nghỉ ngơi, người ta chia vui, chung vui với nhau để quên đi những cái mệt mỏi của một cái năm, một cái giai đoạn vất vả, để mở ra một cái chu kỳ mới. Và thường thì nó gắn liền với nông lịch, có nghĩa là sau mùa vụ bội thu, người ta nghỉ ngơi, người ta tái sản xuất sức lao động trở lại, và đó chính là không gian lễ nghi hồi hè. Và với cái Tết của người Việt
Có một cái điều mà chúng ta rất dễ bỏ qua. Trong thời hiện đại chúng ta rất là mệt mỏi với cái Tết, bởi chúng ta ôm vào đó quá nhiều việc của những cái khái niệm không phải của Tết. Bởi vì sao? Người Việt của chúng ta có một cái triết lý rất là nhân văn, là có hai cái lễ quan trọng, là từ khi đêm khuya 22 âm lịch người ta tiễn đưa ông Táo về trời, thì đó là một cái bước đầu tiên để chuẩn bị báo hiệu một cái kỳ nghỉ Tết đã tới. Và sau đó gia đình phải làm một cái mâm lễ vật để cúng tất niên. Tất niên để kết thúc một năm của gia đình. Và cái quan trọng nhất, nhân văn nhất là người ta cúng thỉnh toàn bộ tổ tiên đã mất trở về với gia đình. Và trong quan niệm của người Việt của chúng ta, tổ tiên đã khuất chỉ được phép về nhà trong hai ngày. Một là ngày giỗ và hai là ngày Tết. Cho nên khi cúng tất niên là mình đã mời tổ tiên về ngồi trên bàn thờ để chứng giám và chúng vui về con cháu một thành quả lao động miệt mài suốt cả năm vừa qua. Và sau Tết thì mới mở ra một cái ngày gọi là ngày cúng đưa, để đưa ông bà trở về với thế giới bên kia. Thì lúc đó cái Tết mang tính lễ nghi tạm thời khép lại, để mở ra một cái Tết của xã hội, của thoải mái vui chơi. Và người Việt chúng ta có chia cái Tết làm 3 phần: mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Có nghĩa là gì? Ngày một phần là dành cho nội, một phần là dành cho ngoại, và một phần là mở cho quan hệ xã hội bên ngoài. Mà đại diện cho quan hệ xã hội bên ngoài đó chính là người thầy. Thì chính vì vậy mà cái Tết đó chính là thời gian lắng đọng để không khí của gia đình, mọi người quây quần đoàn tụ bên nhau trong bữa ăn gia đình của những người đang sống, và đặc biệt là một sự thống linh cộng hưởng với những người đã khuất, để nó tạo nên cho mình một cái niềm tin, một cái sức mạnh để gắn kết các cái thành viên trong gia đình để chung vui một cái Tết. Để từ đó qua năm mới người ta lại trở lại về cuộc sống bình thường, để đủ sức, đủ nghị lực mà sống trong một cái cuộc sống có thể có rất nhiều biến động. Cho nên đặc biệt với một cái ý nghĩa trước thiên tai dịch bệnh như năm vừa qua nó rất là nghiệt ngã, thì khách quan nó lại càng làm cho cái ý nghĩa của Tết Huế, Tết Việt nó thêm phần ý nghĩa đúng nghĩa truyền thống của nó. Đó là gì? Chúng ta tĩnh tâm lại, lắng đọng lại, gắn liền với quan hệ gia đình và bớt những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài, thì nó cũng là một yếu tố rất là hay trong cái chuyện Tết của cái năm đón chào năm Tân Sửu này. Xin cảm ơn anh ạ. Dạ, theo như cái chia sẻ của anh á, thì em có một sự cảm nhận của riêng mình. Thì giống như vào cái ngày Tết á, nó giống như kiểu ông em thường nói á, là ông trời sắp đặt rất là đẹp. Thì giống như là trong một năm vừa qua thì cái mùa đẹp nhất chính là cái ngày lập xuân. Ngày mà chúng ta cảm thấy là khí trời hân hoan và mọi thứ đều rất là bình yên, đều rất là tươi mới. Và cũng chính là cái lúc mà mình cảm thấy là mình cảm ơn, rất là biết ơn ông trời đã cho mình một năm làm việc rất là tốt. Cảm ơn những người đã trong quá trình vừa qua đã cùng giúp đỡ cho mình. Biết ơn cha, biết ơn mẹ, biết ơn ông bà tổ tiên. Em xin cảm ơn anh. Có một câu hỏi mà em rất muốn hỏi anh, đó là theo em được biết thì anh Hằng đã có kinh nghiệm rất nhiều năm tìm hiểu về các cái vấn đề văn hóa, nghệ thuật. Thì em rất tò mò là không biết liệu anh có thể chia sẻ cho bọn em là trong quá trình nghiên cứu của anh thì điều gì mà anh cảm thấy thú vị về sự khác nhau giữa Tết Nguyên Đán xưa và Tết Nguyên Đán này không ạ? Chắc chắn thì mọi sự vật hiện tượng nó luôn luôn biến động trong những cái điều kiện xã hội nhất định. Và cái Tết của chúng ta nó cũng thường xuyên phải thăng trầm theo đúng cái chiều dài của lịch sử. Tuy nhiên tất cả những cái thay đổi về mặt hình thức thì có thể được chấp nhận, bởi nó phải thích ứng với điều kiện xã hội. Nhưng cái ý nghĩa nguyên ủy, cái tinh thần cốt lõi để nó thể hiện một cái tư tưởng nhân văn gắn liền với huyết thống, với dòng tộc, để nó tạo nên một cái sức mạnh của gia tộc, thì đó là một cái yếu tố có tính cốt tử, một cái linh hồn trong cái Tết Huế mà chúng ta cần phải nâng niu trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Chưa bao giờ mà yếu tố tinh thần, cái yếu tố tinh thâm của huyết thống, của gia tộc nó được trân trọng và nó cảm thấy quý giá như lúc này. Đặc biệt là trước thiên tai và dịch bệnh, khi mà mọi nguy cơ nó rình rập và nó đe dọa mọi người. Trước mọi cơ hội thì ai cũng có thể tranh giành, nhưng trước mọi nguy cơ thì mọi người đều bình đẳng. Và nó làm cho người ta bình tĩnh hơn, cảm thấy vị tha hơn, nhân ái hơn trong cái cuộc đời này. Và đặc biệt cái mốc giao thời giữa năm cũ và năm mới mà chúng ta có một cái ý nghĩa giao thừa,
lại càng làm cho người ta trân trọng cái sự sống đó. Cái Tết nó đã thay đổi, nhưng tôi nghĩ rằng là những cái yếu tố thay đổi đó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cái điều quan trọng nhất hiện nay đó chính là cái suy nghĩ của con người chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ. Chúng ta phải biết được cái giá trị nguyên ủy, cái tinh thần gia tộc, cái yếu tố cội nguồn trong cái văn hóa mà nó mang tính vị tha như vậy thì chúng ta cần phải nâng niu. Và mọi sự thay đổi đều có lý của nó. Nhưng tới một lúc có những sự thay đổi nó hợp lý thì nó tồn tại, và những sự thay đổi không hợp lý thì nó không tồn tại. Ví dụ, gia đình chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể mua nho Mỹ hay là táo New Zealand chúng ta cúng trên bàn thờ. Nhưng nếu chúng ta biết được cái ý nghĩa của cái nải chuối, nó là khát vọng, nó là tình cảm, nó là sức sống của người mẹ, biểu tượng của lòng mẹ ở phía sau nhà gắn liền với trái đống của người phụ nữ. Cái chuối là một cái cây không có thân, nhưng nó có rất là nhiều lớp để nó bọc nó tạo nên. Và cái chuối nó lớn lên thì nó chỉ sinh sôi một lần và nó đẻ ra một buồng chuối. Trong buồng chuối có nhiều nải chuối và trong nải chuối có nhiều trái chuối, thì đó trở thành một cái biểu tượng trúng vầy đống đúc, và người ta đưa chuối vào thờ trên bàn thờ gia tiên. Thì với một cái khát vọng như vậy thì không việc gì chúng ta phải bỏ nải chuối đi, mặc dù chúng ta có bom New Zealand. Thì thay vì như vậy, chúng ta phía dưới có một cái nải chuối, phía trên có một chùm nho hay một cái quả bom New Zealand, thì mọi chuyện nó phải có cái yếu tố đông tây hồi ngộ và chúng ta vẫn giữ được cái căn cốt của chuối. Thì những sự thay đổi như vậy, tôi nghĩ rằng là người ta sẽ điều chỉnh. Hay những lớp trẻ, người ta cho rằng người ta mệt mỏi trong những ngày Tết, người ta bỏ người ta đi du lịch. Đó là sự lựa chọn của họ, và chắc chắn họ phải có lý nhất trong cái hoàn cảnh của họ. Nhưng nếu họ biết rằng cái trách nhiệm của một người con trong gia đình với ông bà cha mẹ, họ phải làm tròn trước đã, rồi họ có đi đâu thì đi. Và nếu trong một năm có rất nhiều thời điểm để đi du lịch, thì phải chăng cái đi du lịch của dịp Tết nó tốt hơn những cái dịp đi du lịch của những dịp khác trong năm. Và cuối cùng người ta sẽ lựa chọn. Và khi thấy được cái giá trị tinh thấm của huyết thống, của gia tộc, người ta quý báu từng giây từng phút đối với không khí gia đình, thì cái Tết ở nhà vẫn là sự lựa chọn đẹp nhất nếu họ hiểu được cái ý nghĩa nguyên ủy của cái Tết. Thật là, vâng, em đã học được rất là nhiều điều từ phần chia sẻ của anh ạ. Thì có thể là người trẻ như chúng em á, thì thường sẽ nghe ông bà nói chia sẻ lại thì chỉ có cùng lắm thì sẽ là trực cụng sau cấp. Cho nên là những cái quan điểm của mình sau đó mới bắt đầu, ví dụ như là mua tạo ở New Zealand như anh chia sẻ. Và nếu như mà mình như bọn trẻ tụi em biết nhiều hơn về những cái văn hóa, những cái tinh thần hay Tết như anh đã chia sẻ, thì em tin chắc rằng Tết năm nay sẽ là một cái Tết thật sự Tết. Vâng, và cũng liên quan tới chủ đề Tết xưa và Tết nay, thì về phần các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp, theo em thì một trong những phần quan trọng nhất của một startup thành công đó là một ý tưởng khởi nghiệp tuyệt vời. Và điểm bắt đầu đó phải thực sự khác biệt, phải thực sự là mới lạ thì mới có thể đem đến được sự thu hút cho các khách hàng. Vậy thì theo anh là đối với các bạn doanh nghiệp, các bạn dự án khởi nghiệp thì có những cái ý tưởng gì về mặt văn hóa, về những sản phẩm mà Tết xưa có, Tết nay không có, để cho các bạn có thể nghĩ ra những cái dự án kinh doanh riêng của mình để góp phần làm thúc đẩy việc phục dựng lại Tết xưa trong linh hồn của Tết xưa trong Tết nay. Trong văn hóa thì chúng ta thường nói tới khái niệm bản sắc. Nhưng khi làm về văn hóa mà nói tới bản sắc á, thì chúng ta hay nhấn mạnh tới những cái nét riêng và những cái nét khác biệt của chúng ta. Và khi mà làm việc như vậy thì chúng tôi thấy một cái lý thuyết bên phía kinh doanh họ rất là hay mà nó phù hợp với cái thuyết bản sắc, đó chính là dị biệt hóa sản phẩm. Có nghĩa là gì? Anh ra một cái sản phẩm thì anh phải định vị ngay cái sản phẩm của anh nó khác người ta chỗ nào và nó hơn người ta chỗ nào, và nó tạo sự khác biệt. Trong trường hợp đó có những lúc nó mang lại một cái yếu tố khác biệt mà ở một cái mức độ rất là cao, thì chắc chắn nó phải được thị trường đón nhận, mặc dù hàng hóa đó có thể giá rất là cao. Trong cái xu hướng phát triển hiện đại á, thì có 3 cái chi tiết mà chúng ta cần lưu tâm theo tôi đối với di sản văn hóa Huế. Cả nhân loại người ta đang chú trọng tới yếu tố tính sạch, mình hay gọi là organic, thì đó là một cái đầu tiên. Cái thứ hai là bằng tay, có nghĩa là người ta trân trọng những cái sản phẩm làm ra bằng tay, nó là kết tinh của những nghệ nhân suốt một quá trình dài.
và người ta đã bắt đầu bỏ qua sự tác động của máy móc cơ giới. Và cái thứ ba là có yếu tố hoang dã. Đi đâu mà thấy hàng hóa ghi bằng tay hay có Royal Ryan thì chắc chắn phải là người thuộc giới thượng lưu mới dám mua, bởi nó rất là đắt tiền. Trở lại với câu chuyện như vậy thì cái quan trọng nhất là Huế chúng ta đang có một cái trữ lượng văn hóa rất là lớn. Nhưng cái vấn đề mà Huế đang rất là cần, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng đô thị di sản theo hướng nghị quyết 54, thì ngoài cái cảnh quan môi trường, chúng ta phải chuyển hóa cái năng lượng di sản văn hóa đó để nó trở thành những cái sản phẩm cụ thể đi vào trong đời sống, mà gắn liền cụ thể nhất đó chính là thị trường du lịch. Như cái là chuỗi. Vì sao? Chúng tôi tạm ngồi nghỉ cả Đông Tây Kim Cổ, có lẽ tất cả mọi vật dụng đều nhằm giải quyết bốn nhu cầu. Thứ nhất là đồ ăn, thứ hai là đồ dùng, thứ ba là đồ chơi và thứ tư là đồ cúng. Thì cái đồ chơi và đồ cúng nó dành cho những không gian riêng, nghệ lễ nghi, sang trọng quý phái, và yếu tố giá cả trong trường hợp này nó không quan trọng. Cho nên người Huế trong những lễ nghi quan trọng, người ta sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn để người ta mua nải chuối. Riêng con gà trống nó trở thành một con vật thiêng trong nghi lễ cúng tế, bình dị nhất trong cái bữa cúng tế của gia đình, thì nó xuất hiện rất nhiều trong đời sống lễ nghi. Cho nên vào những thời điểm như vậy, nếu trang trại biết áp dụng cái chiêu thức này vào trong, thì con gà trống trong trường hợp cúng tất niên, con gà trống trong dịp cúng đầu năm hay là cúng đất, nó sẽ có một cái giá trị cộng hưởng của văn hóa chiều sâu, nó nâng lên và nó cộng thêm với giá trị thật của con gà, nó sẽ thành nên con gà có giá trị rất đặc biệt. Với một cái ý tưởng như vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa tất cả những cái thông tin, những cái dữ liệu của di sản văn hóa, nó thổi hồn vào trong từng cái sản phẩm. Chúng ta cầm một cái đồ lưu niệm, ví dụ như hiện nay, năm nay là năm Tân Sửu, người xưa đã có một cái lề chúng ngưu rất dễ thương. Có nghĩa là gì? Trong cái được đếm trước của lập xuân, nhà vua cho làm mấy con trâu đất có hình ảnh người nông dân, và người ta cũng thần cấu mang trong đêm đó để làm gì? Con trâu là biểu tượng của thổ, của đất, và nó còn gắn liền với cái nhu cầu nông nghiệp của người Việt chúng ta. Cho nên người nông dân họ cần nhất là gì? Cần mưa thuận gió hòa, tránh khí độc, tránh ôn dịch, và con người ta khỏe mạnh lên. Thì vua dùng một cái roi quất vô cái hình tượng con trâu đó để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, để cho người nông dân cần cù trên đồng ruộng có được một mùa màng bội thu. Thì với một cái hình ảnh như vậy, chúng ta đem năm nay là năm Tân Sửu, chúng ta có thể đem ra 100 con trâu đất bằng sản phẩm gốm đất nung của là Phước Tích, và bên cạnh đó chúng ta cách tân một chút để biến nó thành một cái chằn giấy hay là một cái để bút, thì rõ ràng con trâu đất này nó mang một cái giá trị văn hóa mà chỉ có Huế có. Và chúng ta thổi nó vào một câu chuyện tương tự như câu chuyện gạo dày ăn cừu hay là cái chè khoai mai, để cúng tiễn vào trong đại nội với những cái giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, nhất là giá trị về mặt đông y, thì rõ ràng cái chén chè khoai mai nó sẽ rất là giá trị. Và chúng ta đem cái câu chuyện đó, chúng ta đưa vào trong sản phẩm để gắn kết giữa những cái người làm tư vấn chuyên môn với nhà sản xuất, với nhà kinh doanh, và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đó chính là vai trò của công tác truyền thông. Nó sẽ giúp truyền tải, lan tỏa những cái thông điệp đó đến với mọi người một cách dễ nhất, và người ta cảm thấy rằng rất là nâng niu, trân trọng. Ngay cả dịp lễ bán sóc của Triều Nguyễn vừa rồi, nếu chúng ta nhanh nhạy một chút, chúng ta có thể làm ra 100 cái bộ lịch độc đáo của năm Tân Sửu và được đánh số từ 1 tới 100, thì chắc chắn 100 bộ lịch đó nó được kiến tạo là kết tinh của một cái hộp mà có bàn tay tài hoa của những người thợ chạm nổi tiếng xứ Huế. Mình đưa vào đó yếu tố khảm, thì cái 100 bộ lịch đó nó không còn là một cái bộ lịch bình thường để coi ngày coi giờ, mà nó trở thành một kỷ vật gắn liền với một cái dấu ấn của Huế. Sau cái chuyện mà chúng ta tổ chức một cái cuộc marathon, tôi chỉ cần đề xuất một ý tưởng: Huế có rất nhiều bộ võ phục, vậy thì tại sao những nhà sản xuất không mời những nhà thiết kế, những người nghiên cứu võ phục truyền thống, chúng ta có thể cách tân lại thành một cái bộ để cho phục vụ nhu cầu thể thao, vì văn phục với võ phục nó hoàn toàn khác nhau. Ở đó chúng ta có một cái đôi giày ba ta cách điệu
mang dáng dấp của Huế từ màu sắc, hình dáng cho tới họa tiết trang trí. Có một cái xà cạp quấn dưới chân, nó rất là mạnh khỏe của con nhà Võ. Ở trên đây có một cái đai thắt của con nhà Võ. Và cái đai đó mình có thể thêu tên người ta vào. Người ta có thể đóng vào đó một hay vài cái đính bằng vàng hay là bằng đồng để nó tạo nên sự khác biệt, nó mang lại cái giá trị độc đáo. Thì chúng ta sẽ có một cái bộ võ phục có 102. Và người ta mặc cái đó có thể là một trường học, có thể là một công sở hay một cái cuộc hội diễn. Và người ta mặc cái đó trong đời sống bình thường để người ta chạy thể dục buổi sáng hay buổi chiều. Thì chắc chắn nó sẽ mang lại một cái giá trị rất là đẹp. Nó có giá trị truyền thống, nó rất là tiền lời và nó vô cùng ấn tượng trong trường hợp này. Thì rõ ràng cái thế giới từ cái di sản văn hóa mà nó chuyển hóa trong cái đời sống xã hội qua một cái chủng loại hàng hóa đa dạng và độc đáo như vậy, thì tôi tin chắc rằng quá trình chuyển hóa đó nó sẽ mang lại những cái dấu ấn rất tích cực. Và cái vai trò của khởi nghiệp chính là những người ý tưởng này. Vâng, quả là một câu trả lời quá nhiều thông tin mà em chưa bao giờ em nghe được. Và đúng là như anh Hằng đã nói đấy, thì cái việc khởi nghiệp, cái việc mà các bạn đưa ra một cái sản phẩm, thì sản phẩm đó nó không chỉ là một cái sản phẩm bình thường, và nó sẽ đặc trưng hơn, nó sẽ phát triển hơn bởi vì câu chuyện mà nó được thổi hồn vào. Vâng, và câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta đến với phần giao lưu với các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp. Thưa anh Hằng, thì về việc kinh doanh, việc phát triển buôn bán, thì có lẽ trong những ngày Tết này chúng ta rất quan trọng việc làm gì để chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng, làm gì những điều không nên để chúng ta có thể phát triển được việc buôn bán của mình, những điều cấm kỵ là gì trong ngày Tết, thì anh có thể chia sẻ một tí thông tin cho quý doanh nghiệp cũng như là các dự án khởi nghiệp được không ạ? Trong những cái dịp quan trọng thì người ta luôn luôn gọi ghém vào đó những cái thông điệp cầu. Thứ nhất là cầu an, cầu khang, rồi sau đó gắn liền với cái nhu cầu đời sống hiện đại thì người ta mới thêm những cái yếu tố tài, lộc, phúc, thọ. Thì có lẽ một cái biểu tượng mà đầy đủ nhất trong cái ngày Tết đó chính là cái mâm ngũ quả ở trên bàn thờ. Nó là một cái sự biểu hiện của màu sắc đa dạng, đặc biệt với những màu chủ đạo như màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Một cái sự đống đúc đủ đầy sum vầy của nhiều loại, ví dụ như trái chuối, nải chuối, trái thanh long, đặc biệt là dưa hấu. Trong trái dưa hấu nó có một cái màu đỏ rất là rực rỡ, và trong cái màu đỏ đó nó có vô số những cái hạt, đó chính là mầm sống. Thì một cái biểu tượng nữa đó chính là cái hồng bao, là cái lì xì. Có nghĩa là gì? Trong những cái ngày đẹp, những ngày trọng đại như vậy, người ta luôn luôn khát khao mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với mình và những người xung quanh. Cho nên người ta sẽ thể hiện nó trong phẩm vật, trong ngôn ngữ, trong ăn mặc, đi đứng. Và người ta hạn chế tối kỵ nhất tất cả những cái biểu hiện buồn bã, đơn chiếc, màu lạnh lẽo. Thì đó chính là một cái phong chung mà có lẽ ai cũng nắm được. Và trong những cái hoàn cảnh như vậy, tất cả những cái chuyện gì mà nó có nguy cơ rủi ro, nó có yếu tố bất hạnh hay sự thiếu may mắn, thì hầu như người ta che, người ta giấu đi, để người ta chỉ nói ra những cái câu chuyện an lành, những câu chuyện vui vẻ nhất. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người ta có cái tục đi sống đất và đi mua bảng máy xưa. Bảng máy xưa là một cái tục lệ rất là nhân văn, để làm gì? Một cái dịp trao đổi lấy lề đầu năm, và người ta đem tất cả những cái đồ sản vật của gia đình mình để đi ra, và người mua người bán chỉ cần trả một khoản tiền vừa phải, và hai bên đều rất là vui vẻ, cầu mong cho một năm mới mua may bán đắt. Nó đúng nghĩa giống như một cái thông điệp của cái bao lì xì mà chúng ta hay gọi theo cái ấm Quảng Đông, đó chính là lời thì. Có nghĩa là cái những gì tốt đẹp nhất, một cái đồng tiền này nó mua may bán đắt, và nó sẽ sinh sôi nảy nở như gắn liền với tín ngưỡng ông thần tài vậy. Và trong những cái hoàn cảnh như vậy, đặc biệt là những người kinh doanh, họ rất quan tâm, rất chú trọng tới những yếu tố may mắn gắn liền với những màu hồng, màu đỏ như vậy. Và người ta cầu mong cho cái đồng tiền của họ, cái vốn trí thức của họ, cái vốn tài chính của họ, công việc của họ nó được suôn sẻ, được hanh thông, và nó sinh sôi nảy nở, nó tương tự như cái khát vọng của người nông dân cầu mong cho một cái bùi lúa, một bọ lúa, một cái bồ lúa, một cái nồi cơm, một cái dĩa cơm, dĩa xôi nó luôn luôn đầy,
nó luôn luôn kết dính với nhau, và ở trong một dĩa cơm, dĩa xôi, nó là kết tinh của hàng trăm, hàng nghìn hạt gạo, hạt cơm. Nó là biểu tượng đẹp nhất của một cái khát vọng sinh sôi nảy nở đống đúc xung vầy. Và đó chính là cái điểm chung giữa những người nông dân và những người thương nhân. Họ luôn luôn khát vọng. Và trong quá trình như vậy, Tết cũng là một cái dịp để cho họ được thí thổ, được kinh doanh những cái mặt hàng mà nó phục vụ cho một cái nhu cầu có thể coi là chính đáng và nó rất là đẹp đẽ. Đó chính là cầu may, cầu an, cầu khang. Nó thành một cái hệ sản phẩm rất là phong phú trong dịp Tết. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh. Và các bạn ạ, trong suốt buổi chia sẻ thì thật sự mình đã rất vỡ òa trong cái sự vui mừng vì mình biết được nhiều thông tin, những điều bổ ích và những điều thú vị về cái Tết cổ truyền của chúng ta. Và cảm ơn anh Hằng đã cùng chúng em có một buổi chia sẻ trong ngày đầu năm. Cảm ơn anh ạ. Chúc các bạn một năm mới an khang. Vâng, và sau đây sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần cuối của chương trình, đó là phần giao lưu với các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp. Và các bạn cũng đừng quên là trong phần này chúng ta sẽ có rất nhiều quà tặng. Vậy nên các bạn hãy thực hiện đủ hai bước sau đây. Đầu tiên, like fanpage Huế Innovation Hub. Bước thứ hai, đó là like và share buổi livestream này để cùng chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem, cùng có quà các bạn nhé. Từ xưa đến nay, sinh dầu tràm Huế nguyên chất được xem là biệt dược thiên nhiên rất tốt và an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và sản phụ. Sản phẩm tinh dầu tràm hoa nén được chiết xuất từ 100% cây tràm gió thiên nhiên. Chỉ cần 3-5 giọt tinh dầu tràm hòa với nước ấm tắm hàng ngày, trẻ có thể tránh được gió, cảm lạnh. Xoa vào da sẽ giúp cơ thể trẻ ấm lên một cách tự nhiên và giữ ấm lâu dài. Tinh dầu tràm hoa nén có thể dùng cho người già, xoa bóp khi bị nhức mỏi xương khớp hoặc massage cơ bắp sau khi vận động mạnh. Một không gian thoáng mát, không khí trong lành, không mùi ẩm mốc, dịu nhẹ hương tràm với đèn sông tinh dầu sẽ giúp sát khuẩn không khí, hạn chế côn trùng, mũi đốt. Tinh dầu khuếch tán giúp thông mũi, đem đến cảm giác thư thái, dễ chịu, như được về với thiên nhiên. Tinh dầu tràm Huế nguyên chất thương hiệu hoa nén, trở về với thiên nhiên. Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu với một vị khách rất là đặc biệt. Anh chính là Trương Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tinh dầu hoa nén. Vâng, em xin kính chào anh ạ. Vâng, xin chào ông Hành. Dạ. Anh Bắc, theo như em được biết thì anh là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn tinh dầu hoa nén. Và tại sao thì anh đã chọn tinh dầu để bắt đầu sự nghiệp của mình ạ? Đây là một câu chuyện rất là hay. Thực ra khi mà người ta khởi nghiệp á, thì việc đầu tiên người ta phải lựa chọn cái sản phẩm. Thì một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống trên thị trường á, người ta phải nghiên cứu về cái lịch sử, về văn hóa và cái nhu cầu của khách hàng. Nhất là về cái giá trị văn hóa của nó, người ta phải nghiên cứu. Và quan trọng là cái trend. Và cái thời nào mà cái sản phẩm đó được đánh giá nó có tốt hay không. Thì thực ra tinh dầu ở trong cả đời sống hiện đại cũng như đời sống cổ xưa là một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái đời sống mọi người. Nó không phải từ xuất phát từ bây giờ nữa mà nó có từ thời rất là xa xưa. Kể như người ta xem những câu chuyện thậm chí là cách đây cả hơn 2.000 năm, hơn 2.500 năm rồi, từ thời Đức Phật người ta đã sử dụng tinh dầu này rồi. Thì một cái sản phẩm nó có cái giá trị từ truyền thống cho đến cái hiện đại nó rất tốt như vậy. Thì nếu mà người ta tiếp tục và phát huy và làm cho nó tốt hơn thì có nghĩa là chúng ta cũng có thể là lựa chọn một xứng đáng của sản phẩm để tạo khởi nghiệp. Vâng, xin cảm ơn những sự chia sẻ của anh. Và trong cái quá trình khởi nghiệp thì chắc chắn sẽ có những cái khó khăn, những cái vấp ngã. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy một công ty trách nhiệm hữu hạn tinh dầu hoa nén rất là thành công. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho các bạn doanh nghiệp, các bạn khởi nghiệp có những kinh nghiệm nào anh đã đúc kết ra được trong quá trình anh làm kinh doanh của mình ạ? Cảm ơn Hồng Anh, một câu hỏi rất là hay. Và câu hỏi này là cũng rất là nhiều bạn trẻ rất là khó tìm câu trả lời. Thì khi mình nghĩ mình kinh doanh thì mình thường nghĩ là bán một cái thứ gì đó. Nhưng mà khi mà khởi nghiệp á, chúng ta đừng quá quan trọng về cái vấn đề là bán. Mà quan trọng của chúng ta là tìm hiểu được cái giá trị của sản phẩm đó nó có được bao nhiêu. Và mình là cái người kế thừa, cái người phát huy cái giá trị nó lên được những cái tầm nào.
xong mình chuyển giao những cái giá trị đó cho người tiêu dùng. Và mình tập trung vào cái điều đó, tức là mình tập trung tạo ra giá trị và chuyển giao giá trị đó cho khách hàng. Chứ mình đừng có chấm vào cái việc là phải bán hàng. Thì khi mình làm được cái điều đó rồi á, thì tất nhiên cái sản phẩm nó mặc định là nó được ra thị trường một cách tốt nhất. Và để mà khai phá về cái giá trị, về văn hóa, về dược tính, về cái hữu dụng của nó thì nó không hề đơn giản. Nó là một cái quá trình dày công nghiên cứu và kết hợp thậm chí rất là nhiều nhà, kể cả nhà khoa học, nhà văn hóa, về lịch sử, về y tế và kể cả cái tầm nhận thức của cái người làm được sản phẩm đó nữa. Thì như vậy cái sản phẩm nó mới có được một cái sức sống, và cái tư duy của người làm là cái vấn đề mà tính chất quyết định. Nếu chúng ta không tư duy đúng về cái cách thức bán hàng, về cái cách thức kinh doanh và tạo ra được cái giá trị lớn thì chúng ta bị mắc vào cái việc quẩn là cứ bán và suốt ngày là nghĩ đến cái lợi nhuận và làm sao để có lời. Thì cái việc đó thực sự là nó khó để mà thành công. Và thực sự nếu có thành công thì chúng ta cuối cùng ta cũng phải chuyển sang thêm một cái giá trị mới, là cái giá trị tạo ra và chia sẻ an toàn trong cộng đồng. Vâng, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh ạ. Và trong không khí chuẩn bị Tết của chúng ta, Tết sắp đến rồi, thì không biết là công ty Tinh Dầu Hoa Nén có những sản phẩm hay là những cái món quà gì gửi tặng cho những bạn livestream cũng như là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Cái chủ đề này thì đối với công ty Hoa Nén thì cũng không có nặng nề với cái việc này lắm, cho nên là trong cả năm hầu như là tháng nào cũng có cái sự chia sẻ khuyến mại cho khách hàng rất là hào phóng. Và đặc biệt trong dịp Tết này thì công ty cũng đang triển khai một số cái điểm bán, hội chợ và các cái hệ thống trên toàn quốc cũng đang có cái chương trình giảm giá để cho khách hàng, đặc biệt là trong mùa dịch này thì cái tinh dầu nó rất là cần thiết. Cho nên là cũng như các đợt dịch trước thôi, các sản phẩm khác mặc dù lên giá nhưng đối với Hoa Nén là luôn giảm giá, mặc dù là có khan hiếm về tất cả nguyên liệu và mọi thứ. Nhưng mà Tết này thì chắc như là các đợt khác chúng tôi sẽ tiến hành giảm giá khoảng 20% khi mua sản phẩm tại cái hệ thống công ty. Rồi là có những cái chương trình, những cái món quà rất là đặc biệt và rất là cần thiết cho mọi người có thể là dùng trong cái mùa Tết này một cách là cảm thấy là an tâm nhất. Vâng, em xin cảm ơn anh ạ. Vậy các bạn ơi, các bạn còn chừng gì nữa mà hãy like, share chương trình và cũng như là comment ở dưới đây những điều các bạn mong muốn. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Dầu Hoa Nén, và các bạn hãy comment phía dưới là Tinh Dầu Hoa Nén. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn. Vâng, kính thưa quý vị, đến với chương trình Chợ Phiên Khởi Nghiệp Huế 2021 của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ cho các bạn về một công ty chuyên sản xuất và cung cấp những sản phẩm thức ăn liên quan tới nông nghiệp xanh, sạch, ngon và đảm bảo an toàn chất lượng. Xin kính mời các bạn đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Food. Hiện tại thì công ty mình đang chuyên cung cấp dịch vụ chuyên cấp về các sản phẩm thực phẩm từ trang trại và liên kết với thương hiệu của công ty CB Việt Nam. Các sản phẩm chính ví dụ như là thịt heo, thịt gà được giết mổ từ trang trại với các quy trình rất là nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và được cung cấp đến tận tay người tiêu dùng với mức giá rất là hợp lý. Bên công ty mình vừa mới triển khai cửa hàng tại địa điểm số 6 Nguyễn Văn Cư ở phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Và trong đợt Tết này thì bên công ty của mình cũng cung cấp đầy đủ tất cả các mặt hàng tươi và sạch và đảm bảo với mức giá hợp lý, bình ổn giá và không tăng giá trong đợt này. Ngoài ra thì cũng để kích thích mọi người được sử dụng trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng thì bên mình cũng đang triển khai một vài chương trình bán hàng khuyến mại và cũng hỗ trợ về mức giá cho tất cả các khách hàng. Và ngoài ra thì cũng tăng cường các sản phẩm chế biến sẵn để phục vụ được cái sự tiện lợi khi khách hàng mua sắm và sử dụng trong hàng ngày. Vâng, có thể nói trong những năm vừa qua thì xu hướng khởi nghiệp
dựa trên nền tảng công nghệ là một trong những xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với công ty trách nhiệm hữu hạn AgriDrone với sản phẩm máy bay phun thuốc không người lái. Hành trình của AgriDrone, hành trình cất cánh nền nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp là một trong những ngành mà máy bay không người lái sẽ tạo tác động lớn trong những năm tới. Công nghệ này có rất nhiều những ứng dụng thực tế và có thể thay đổi cách người nông dân canh tác trên cánh đồng của mình với thời gian ít hơn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí sản xuất hơn. Trong 2 năm trở lại đây, việc ứng dụng máy bay nông nghiệp để phun thuốc trừ sâu, bón phân hay dài hạn đã trở thành một phần trong quá trình canh tác của bà con. Với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ 4.0, sử dụng máy bay canh tác trên đồng ruộng ngày càng trở nên phổ biến. Trong những năm qua, các trạm phun của AgriDrone Việt Nam trên toàn quốc đã phun phủ hơn 600.000 hecta diện tích cây trồng và tạo ra một lượng lớn việc làm cho nông nghiệp, thúc đẩy một lượng lớn thanh niên trở về quê hương để khởi nghiệp và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ giới hóa trong nông nghiệp. Lấy nền tảng an toàn, chất lượng và hiệu quả cao mang lại lợi ích cho người nông dân làm phương châm chính để cung cấp các giải pháp, công cụ và dịch vụ nhằm hỗ trợ nhiều người dân hơn nữa tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, làm chủ dựa vững chắc cho những người trẻ dám dấn thân vào trong công cuộc phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ các phi công bảo vệ thực vật, các đại lý thuốc trừ sâu, hợp tác giả, các cá nhân, người trẻ đi sâu vào các bước đầu thúc đẩy sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp và nông nghiệp văn minh ở Việt Nam. Công ty AgriDrone Việt Nam đã thiết lập các điểm bảo trì sau bán hàng với hơn 20 trung tâm bảo hành trên cả nước, phục vụ bà con trong bán kính 100 km. Mỗi trạm phun của bà con đều có trạm bảo hành trong phạm vi 100 km, giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề sau bán hàng. Công ty AgriDrone Việt Nam cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, giải quyết hàng loạt mối quan tâm và lo lắng của người sử dụng máy bay phun thuốc về đào tạo, sản phẩm, việc làm và hỗ trợ sau bán hàng, tất cả đều không thể thiếu. Cùng đồng hành tạo ra dịch vụ tốt hơn, cùng nhau thúc đẩy quá trình phát triển nền nông nghiệp, đồng thời chắp cánh cho khoa học và công nghệ nền nông nghiệp Việt Nam. AgriDrone chắp cánh nền nông nghiệp Việt Nam. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Lân, đến từ công ty AgriDrone Việt Nam, một công ty chuyên về máy bay không người lái, phục vụ nông nghiệp. Thì công ty mình hiện tại đang cung cấp hai dòng sản phẩm chính là DJI Arad MG1P và DJI Arad T20. Thì hai sản phẩm này có chức năng là phun thuốc và rải hạt. Thì hiện tại bà con nông dân đang rất là cực khổ trong việc mà phun thuốc, rải phân cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Thì công ty mình cung cấp hai dòng sản phẩm này để chủ yếu phục vụ bà con nông dân, giúp đỡ bà con nông dân canh tác lúa tốt hơn. Thì thay vào đó, máy bay DJI Arad MG1P và DJI Arad T20 là có năng suất bằng 30 đến 50 công lao. Thì thay vì bà con nông dân hàng ngày phải bón phân, rải hạt, phun thuốc, thì bây giờ có máy bay giúp đỡ công nghệ phun hiện đại tiếp xúc thuốc hàng ngày rất là độc hại, thì bây giờ máy bay đã giúp đỡ bà con nông dân rất là nhiều, năng suất cây trồng tăng, giảm đi thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản giảm đi rất là nhiều. Hiện tại thì công ty đã triển khai trên 100 trạm phun với 25 tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ gần 1 triệu hecta.
trong năm 2020 thì với ở Huế, công ty đã triển khai 300 phun và 300 phun đó hiện tại phục vụ chủ yếu ở Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế hơn 2.000 hecta trong năm qua. Thì đến năm 2021, công ty dự kiến sẽ phát triển lên 10 trạm phun lấy Huế làm trung tâm và phục vụ trên 20.000 hecta. Song song đó, công ty về tạo điều kiện việc làm cho giới trẻ tại Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các bạn có liên quan đến mảng nông nghiệp, yêu thích nông nghiệp. Một phần là công ty sẽ hỗ trợ đầu tư cho các bạn mong muốn khởi nghiệp về nông nghiệp, về máy bay. Một phần công ty sẽ giới thiệu việc làm phi công nông nghiệp cho hơn 100 bạn. Thì nhân dịp Tết, công ty cũng sẽ hỗ trợ 50% cái khóa đào tạo máy bay. Thì khóa đào tạo phun bộ của nó là 15 triệu đồng. Công ty hỗ trợ các khóa đào tạo là giảm 50% học phí cho các bạn trẻ hiện nay đang mong muốn trở thành phi công nông nghiệp. Thì sẽ có việc làm ngay sau khi tham gia khóa học và lương từ 7 đến 15 triệu đồng, cấp chứng chỉ hành nghề. Nhân dịp Tết này thì công ty cùng kết hợp tổ chức hai sự kiện là Huế và Nhi Đồng hướng đến Drone cùng với câu lạc bộ đọc sách vui vẻ và học viện guitar, tổ chức cho hơn 100 thiếu nhi Nhi Đồng triển khai bước đầu làm quen và tiếp xúc với Drone. Thì trước hết thì sẽ cho các em học sinh bắt đầu lập trình điều khiển cho các Drone Mini. Và sự kiện thứ hai là diễn đàn cất cánh Huế Thương kết hợp với trường Quốc học. Trong đó công ty sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư chấp cánh ước mơ cho các bạn học sinh có dự án khởi nghiệp, mong muốn khởi nghiệp về công nghệ cho các bạn học sinh toán lý hóa của trường Quốc học. Nếu các bạn trẻ có mong muốn làm phi công, có các dự án mong muốn khởi nghiệp kết hợp với công ty Agridrone Việt Nam, đừng ngại hãy chia sẻ các suy nghĩ của mình, các tâm tư nguyện vọng của mình đến với chúng tôi. Xin cảm ơn. Huế chào những người bạn đến từ phương xa và Huế gọi những ân tình của xứ Huế vào trong những thức quà mà các bạn mang về biểu tặng gia đình, người thân. Vậy thì hãy cùng chúng tôi đến với một doanh nghiệp chuyên sản xuất và lưu giữ những ân tình xứ Huế thông qua những món ngon như mứt gừng xứ Huế hay là các sản phẩm bánh đặc trưng cho hương vị truyền thống của Huế. Vậy xin mời các bạn cùng chúng tôi hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi những video về doanh nghiệp Mộc Julie Huế. Thank you.
Và tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với công ty trách nhiệm hữu hạn TP Seafood đã làm nên một gia vị không thể thiếu được trong các bữa ăn ngon của người Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón xem video sau đây. Xin chào tất cả mọi người, tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TP Seafood. Và lời đầu tiên tôi xin phép được gửi một lời chào đến mọi người và chúc cho mọi người một mùa Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Nếu nói về câu chuyện của TP Seafood thì hiện tại chúng tôi đang phát triển nước mắm truyền thống xứ Huế, đặc biệt là nước mắm ruột Huế. Thì như mọi người biết đấy, hầu như tất cả mọi nhà thì nhà nào cũng sử dụng nước mắm. Và hiện tại công ty chúng tôi đang đặt trụ sở tại Thuận Ngang, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Công ty có diện tích hơn 11.000 m² và nó được đặt ngay sát cảng Thuận Ngang. Cho nên là chúng tôi lợi thế về vấn đề nguyên liệu dồi dào. Nếu nói về tầm nhìn ngắn hạn của chúng tôi trong 3 năm đầu tiên, chúng tôi dẫn đầu về sản xuất và phân phối nước mắm trong 3 tỉnh miền Trung. Về cái tầm nhìn dài hạn thì chúng tôi tất cả những anh em trong ban lãnh đạo và anh em trong công ty cùng nhau đoàn kết để đưa nước mắm TP Thuận Ngang ra cả nước và ra nước ngoài. Còn cái sứ mệnh của chúng tôi là đưa những cái sản phẩm nước mắm truyền thống xứ Huế ngon, sạch, xanh đến với mọi bữa cơm của gia đình. Và chất lượng bữa cơm là chất lượng của gia đình. Cái sản phẩm đầu tiên chúng tôi cho ra đời đó chính là sản phẩm nước mắm ruốc. Nếu nhắc đến nước mắm ruốc, nổi tiếng nhất đó chính là ở Huế. Và nước mắm ruốc đó là một cái chén nước mắm nó đặc trưng trong mỗi bữa cơm gia đình của người Huế. Hiện tại thì chai mình đang cầm trên tay đó chính là nước mắm ruốc Huế, thể tích là 250 ml nha mọi người. Cái sản phẩm này nó được sản xuất tại Thuận Ngang, Phú Vang, Thừa Thiên Huế và nó cũng đạt được những cái chỉ tiêu là ngon, sạch, xanh như là cái sứ mệnh của nước mắm TP Thuận Ngang hướng đến. Và bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn TP Seafood sắp tới thì có chiến dịch tuyển nhà phân phối, tuyển đại lý sĩ trên tất cả các tỉnh của nước Việt Nam. Thế cho nên mọi người nếu như có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Nước mắm TP Thuận Ngang thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn TP Seafood trụ sở tại Thuận Ngang, Phú Vang, Thừa Thiên Huế và chúng tôi cũng có những cái món quà muốn gửi tặng đến cho tất cả bạn đang xem cái livestream này. Thì mọi người có thể comment ở phía dưới là tôi yêu TP Seafood. Mọi người nhớ comment nha, sẽ nhận được quà và tụi mình sẽ chọn cho những người nhắn tay nhất vì số lượng phần quà là có hạn nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người ơi, nếu nhắc tới hibiscus thì mọi người có biết đó là loài hoa gì không? Nhưng nếu mình nói hoa artiso đỏ thì chắc chắn có lẽ mọi người sẽ biết đó là một loài hoa có giá trị sức khỏe cao vì nó nạp thêm cho chúng ta rất là nhiều vitamin C cho cơ thể. Vậy thì xin mời mọi người đến với video tiếp theo của chương trình để chúng ta cùng tìm hiểu về một doanh nghiệp đã chuyên cung cấp, sản xuất và chế biến các sản phẩm liên quan tới hoa artiso đỏ. Các bạn thân mến, khởi nghiệp và tìm kiếm những cách thức để thành công chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng với nhiều người trẻ. Chính vì vậy mà gương mặt mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong một bạn trẻ ngày sau đây hy vọng sẽ mang đến một nguồn cảm hứng tích cực cho những bạn trẻ đang dần lấn sân vào lĩnh vực startup. Xin giới thiệu Nguyễn Thị Thu Hiền, cô gái với những sản phẩm từ cây artiso. Ruộng hoa artiso đỏ ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền đang vào mùa thu hoạch. Trước đây toàn bộ diện tích này đều được gia đình của Nguyễn Thị Thu Hiền trồng đầu và sắn. Hiểu rõ lợi ích của cây artiso đỏ với sức khỏe của con người, cách đây 5 năm, cô gái trẻ lúc đó đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện tại là biến đổi khí hậu rất là phức tạp, thì một số cây trồng như là cây đậu, cây sắn, cây lúa nó mang lại cái hiệu quả không cao cũng như là mất rất là nhiều công của người nông dân. Thì từ những cái thực trạng như vậy nên mình đã tìm hiểu, nghiên cứu các cái chương trình cũng như là truyền thông internet để thấy tìm ra được cái tiềm năng của cây artiso đỏ này. Nhắc đến artiso, nhiều người thường nghĩ đến Đà Lạt. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi hai vợ chồng trẻ này đã cùng nhau nghiên cứu, tìm tòi để nhân giống và đưa về trồng trên chính quê hương Phong An của mình. Thì xuất phát trong quá trình mà đưa đoàn đi tham quan ở phía Bắc ra cái vùng thì thấy cái hoa này nó rất là đẹp, thì hỏi thăm người ta thì người ta mới bày có xin một ít về làm giống,
Thì ban đầu ra thì cũng đưa cho vợ để nhân giọng vui đẹp à, thì chân mình mới tìm hiểu ra được cái công dụng à, vì sao người ta ngoài này người ta lại làm nhiều công dụng như thế mà mình lại không làm được. Thế thì bắt đầu mới nhờ bố mẹ với vợ là nhân giọng ban đầu ra một ít để mà thử nghiệm. Rồi dần sau đó thì nhân rộng ra. Cái này là một cây chịu hạn và đất ở miền Trung của mình đa số người nông dân là cũng một nơi là đất khô cằn và đất đồi. Thì cây này nó không tốn nhiều cái công chăm sóc, chỉ cần trồng lên hạt. Và trong cái quá trình mà nó lên được một gang như thế này thì mình có thể uống chân cho nó. Và từ cái khoảng thời gian đó cho đến thu hoạch là không cần phải phân bón hay là làm gì cả. Nên cái này nó rất là đỡ công của người nông dân để người nông dân có thể nhàn hạ hơn và đem lại lợi ích kinh tế cao hơn. Sau 5 năm trồng trọt, chăm sóc, giờ đây ngôi nhà của Thu Hiền bốn phía đều bao phủ bởi cây atiso đỏ với diện tích 3 hectare. Để có một vùng nguyên liệu tươi tốt, cho hoa nhiều và đều đặn thu hoạch quanh năm như thế này, Thu Hiền đã từng gặp phải không ít khó khăn. Lúc ban đầu mà mình khởi nghiệp thì có rất nhiều khó khăn, thứ nhất là về nguồn giống. Vì khi nguồn giống mà mình được tặng thì chỉ là một số lượng ít thôi và trong thử nghiệm với diện tích rất là nhỏ. Trong quá trình mà trồng thì về việc là mình chưa có kinh nghiệm về cái loài cây này nó như thế nào. Cái khó khăn thứ hai đó là về thị trường. Thì thị trường người ta vẫn chưa tin dùng cái loài sản phẩm này. Lúc ban đầu người ta vẫn chưa biết là loài này có công dụng như thế nào. Và thứ ba nữa là về vùng nguyên liệu. Và với cái quy mô nhỏ, người dân chúng ta vẫn chưa biết là nhu cầu cũng như là cái lợi ích kinh tế của cái cây này mang lại như thế nào, nguồn đầu ra như thế nào. Nên là lúc ban đầu phải đi vận động người dân cũng như là mình sẽ báo tiêu cho họ như thế nào từ cây đến ngọn cho đến khi nào nó tàn hoa. Là cử nhân kinh tế, cô gái chị X đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tận dụng triệt để những ứng dụng của mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Xin chào cả nhà nhé, hiện tại Hiền đang đi quay vườn hoa atiso đỏ ở bên thương hiệu Hichagon. Thì vườn hoa này hiện tại đang là vườn thu hoạch cho khách nhé. Nhân công thì hiện tại vì đang vào mùa gặt nên là dù hoa có rất là nhiều nhưng mà việc gặt hoa phải đi thì thuê người rất là khó vì người ta bận mùa vụ nên là khách có thể thông cảm và Hiền sẽ cung cấp hàng theo kiểu xen kẽ. Cô gái trẻ cũng học hỏi kinh nghiệm từ những chuyến đi hội nghị kết nối, hội chợ thương mại ở các tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận với thị trường tiềm năng trên toàn quốc. Mạnh dạn chuyển giao giống và kỹ thuật cho bà con nông dân. Hiện tại cơ sở của gia đình đang bao tiêu cho nhiều hộ nông dân trồng atiso với diện tích lên đến 14 hectare ở các thôn thuộc xã Phong An, Phong Hòa, Phong Thu và Phong Xuân. Vì trồng hoa thì số này giờ cháu Hiền cũng là thu mua rồi và cũng vận động dì làm nữa. Mà dì làm và cũng là năm ngoái thì cũng ít, cứ điều năm đi nhiều thì kinh tế gì thì cũng là có nhàn nhã hơn. Cái đầu cháu Hiền cũng tạo mọi điều kiện cho chúng gia đình là cũng trong atiso này được mấy sao, kinh tế cũng có năng suất cũng cao. Có vẻ cách trong xưa ra đi để cho hoa to. Vậy là đừng bơm thuốc đô để cho hóa chẳng thu nhập để chẳng hồng kinh tế. Xác định phát triển cây atiso đỏ cho hướng bền vững và thân thiện với môi trường, Thu Hiền và chồng đã cùng nhau tạo nên nhiều sản phẩm tiện dụng hữu ích cho người tiêu dùng khắp nơi với thương hiệu đã được đăng ký tại Sở Khoa học Công nghệ. Khi tạo ra những sản phẩm như thế thì cũng là hai vợ chồng thì ngồi lại gặp ý vì những cái hoa để như mình chập tưới hiện nay đó thì cái giá thành thì một hơi thôi nên hai vợ chồng là ngồi trao đổi lại thì mình có nên làm ra những cái sản phẩm khác không, thì dần hai vợ chồng mới tiến hành thử nghiệm làm ra mức ra được cốt ra trà cho đến bây giờ có những cái sản phẩm. Việc phát triển bền vững cái loài cây này thì thứ nhất là mình không sử dụng phân bón hóa học, những cái cây này trồng theo hướng tự nhiên sạch hoàn toàn 100% để đảm bảo cái tính dược liệu của cái hoa thảo mộc. Và bên cạnh đó thì những cái sản phẩm mà được điều chế từ cái hoa atiso đỏ này là mình sẽ được đựng trong những cái chai thủy tinh hay là những cái sản phẩm là túi giấy để bảo vệ môi trường cũng như là thân thiện với môi trường hơn.
không ngại khó, nữ cử nhân kinh tế 25 tuổi có thể làm rất nhiều việc trong ngày, quản xuyến tất cả các khâu. Mong muốn lớn nhất của Thu Hiền là mở rộng thị trường, tiếp tục cùng người nông dân gieo trồng, nhân rộng diện tích trồng cây atiso đỏ để mang lại lợi ích kinh tế cao cho gia đình và cho xã hội. Vâng, các bạn ơi, các bạn có nghe qua tên gọi bartender hay là barista hay chưa? Vậy thì nếu các bạn muốn trở thành một barista, bartender chuyên nghiệp trong tương lai, hãy cùng chúng tôi đến một trung tâm đào tạo pha chế ngay sau đây nhé. Trung tâm chúng tôi đang có các chuyên đề đào tạo đồ uống truyền thống, chuyên đề đào tạo đồ uống hiện đại, chuyên đề đào tạo trà sữa cao cấp, chuyên đề đào tạo trà trái cây. Quý anh chị nào đang kinh doanh quán cà phê hoặc là đang có ý định mở quán thì hãy liên hệ với chúng tôi. Và sau chương trình này, anh chị nào muốn nâng cấp menu quán mình, muốn bổ sung thêm những đồ uống hiện đại mới mẻ hơn, hãy comment bên dưới theo cấu trúc tôi muốn học pha chế kèm theo số điện thoại thì bên trung tâm sẽ có nhân viên trực tiếp liên hệ với quý anh chị. Xin cảm ơn. Vâng, dù rất muốn tiếp tục giao lưu cùng cả bạn nhưng Hành rất tiếc phải nói lời chia tay vì thời lượng của chúng ta không cho phép. Và để khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin mời anh Nguyễn Văn Thanh Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp Huế gửi lời chúc Tết đến toàn thể quỹ doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình livestream của chúng ta. Thay lời cảm ơn của ban tổ chức, xin trân trọng kính mời. Xin chào tất cả mọi người. Thay mặt câu lạc bộ khởi nghiệp Huế, hội những trẻ trong Huế cùng hệ sinh thái cộng đồng khởi nghiệp Huế, chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, mạnh khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Với sự mình kết nối hệ sinh thái doanh nhân doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng nhau tạo nên những doanh nghiệp phát triển bền vững. Từ đó triển khai những cái hoạt động làm thế nào để những cái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp khởi nghiệp Huế có thể có cơ hội tiếp xúc được những ngành nghề phát triển, có thể kết nối được những chuyên gia, những diễn giả, những doanh nhân doanh nghiệp đi trước hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó giúp vai trò của các câu lạc bộ hội và các tập đoàn cùng xoay về phát triển và hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Từ những sự mình đó thì phía những kết nối những hành động của hệ sinh thái khởi nghiệp và cùng cộng đồng khởi nghiệp Huế đã giúp cho các bạn có thể mở rộng thị trường, xây dựng những chiến lược kinh doanh phát triển trong thời đại mới, nhất là những thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, với sự ra đời của hoạt động chợ phiên khởi nghiệp đã giúp các bạn có thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại từ những sản phẩm đến tới nhiều người hơn. Bên cạnh đó sẽ giúp các bạn có thể tìm kiếm được những cơ hội, những đối tác, những doanh nghiệp có thể tiêu thụ sản phẩm. Và một điều quan trọng hơn, vai trò hỗ trợ của các cơ quan sẽ giúp các doanh nghiệp làm thế nào để có hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, chất lượng và đưa sản phẩm ra thị trường. Đi sâu hơn thì với cái hoạt động thường xuyên như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp trong chương trình sẽ cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái tiêu dùng sản phẩm, hỗ trợ sản phẩm của nhau, và từ đó sẽ giúp các bạn có được những cơ hội trong doanh nghiệp của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình cùng những lời chia sẻ của anh. Và quý vị ơi, một lần nữa Hành xin gửi lời chúc cho toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình livestream, các quý doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp một năm mới an khang, thịnh vượng và sự như ý, một năm mới tràn đầy năng lượng và sẽ chuẩn bị cho những dự án mà các bạn ấp ủ trong năm 2021 này nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.